Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là Thánh Thần chân lý bởi Cha mà ra. Người sẽ làm chứng về Thầy, và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần chân lý đến, Người sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy và loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy và loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa.